choose to know what happens when the world ends. At least this is an okay bar for running into you. It's an awful house, and I wanted to get you out. Ngọc 50% nhé. Đâu chưa? Chưa nào đúng không? À, lúc đấy em mua rồi cũng phải 50% rồi. Cái quyển chuyên gia nhà thổ em chưa đọc rồi. Chuyên gia kinh tế với nhà thổ mà đâu cần chuyên gia nhà thổ. Bắt đầu. Là 10 đâu? Là có bao nhiêu? 80. Ừ. Không được. Sao nó khóc vậy ta? Ồ, lạ nhở? Hay kiểu mọi người không thấy ha? Phim chiếu ở Việt Nam chưa đúng không? Sắp chiếu mà. Sắp lúc chiếu rồi sẽ lên. Nó tốt lắm, trước chị vừa nghe cửa này xong. Vẫn rời vòng những cô gái nước hoa rất nhiều. Nhưng mà vì không có bên phía nhà xoan cho nên không ai mua hết. Này, cửa này bìa đẹp nhở? Lên giá cho còn gì nữa? Bây giờ là giảm 30%. Bây giờ là giảm 50%. Của em ngoài dịch tên là gì? Tiếng chim hót trong bụng bạn trai. Thì là bản cũ, bản dịch từ tiếng Nga. Nhưng có chuyện mình chỉ là dịch từ tiếng Pháp. Còn tên gốc của nó bằng tiếng Anh. Hôm nay
hơi bị làm vàng đấy. Các cụ dịch từ tiếng Nga về tiếng Pháp thôi. Thì cái này thì ở Úc. Chứ lúc chị biết là cái tên gốc của nó chỉ là The Thornbus. Chị đã rất ngạc nhiên là tại sao Việt Nam mình lại có những cái tên dài như vậy. Ủa à? Kiểm tra chi phí. Sách chuyên ngành. Rồi, đấy. I crave your affection just to end up in defeat. Too cool for connection left to feel it incomplete. Took too long to let you leave my grasp. And now I have to let you go. Maybe next. Lần sau đi hộ sách em cứ mang cái váy này đi, dễ tìm. Dễ tìm đúng không? Biết à? Biết là chị sẽ đến với em 60%. Biết. Cái này gặp mấy bạn rồi. Thấy bà là quần này hay nhất của bà này 60%. Cái này thì được giá Akutagawa 60%. Rẻ mà nó mỏng ấy. Crimson and pink. Your lips keep staring. Feels like 100 degrees. Takes only an inch and meet my jaw with your cheek. The air that you breathe is in me. Inhaling your peace, that's a small part of you I'm keeping with me. So don't get too shy when you're laying next to me. It's you that I'm keeping in reach. Chào, chuimida. Chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Hôm nay là ngày 11 tháng 9 rồi và chắc đây là lần đầu tiên mình ngồi xuống trước máy quay để mà bắt đầu cho cái vlog tháng 9 này. Cho nên là hôm nay mình sẽ có mini haul. Thì chắc là trước đoạn này thì mình đã chèn cái đoạn là mình đi hộ sách Nạn Nam của Minh Ngọc rồi đúng không? Thế nhưng mà mình sẽ tua lại trước đấy một ngày nhá. Thì đấy là vào ngày 9 tháng 9. Thì mình đang list ra những cuốn sách mà mình định đến hộ sách Nạn Nam để mà tìm thử. Thì để xem giá trước mình có lên trên Shopee. Và đúng cái lúc mà mình lên Shopee thì Nhã Nam đang live ở trên đấy. Trong cái live đấy thì Nhã Nam có giảm giá một cuốn sách mà mình cũng đang định mua. Và dĩ nhiên là cuối cùng mình đã mua cuốn sách đấy. Thì đấy chính là cuốn Clara và Mặt Trời của tác giả Kazuo Shiguro. Đây là một cuốn sách mà Nhã Nam vừa mới phát hành thôi. Hồi đầu năm mình đã định mua cái cuốn này bản tiếng Anh ở trên pha xa ấy. Giá cũng rất rẻ. Mình nhớ là 100 bao nhiêu đấy, không đến 200 đâu. Thế nhưng mà chưa kịp mua thì nó đã hết hàng rồi. Thì lần này Nhã Nam phát hành và cái bìa của nó cũng rất là đẹp. Mình thấy cái bìa này còn đẹp hơn cái bìa tiếng Anh ấy. Thì mình đã quyết định là sẽ mua bản tiếng Việt để đọc. Thật ra là mình đã đọc hai cuốn sách của Kazuo Shiguro rồi. Mọi người có thể xem lại cái video tác giả đạt giải Nobel ấy. Thì đó là cuốn Never Let Me Go, hay có tên tiếng Việt là Mãi Được Xa Tôi. Và cuốn thứ hai là Tàn Ngày Để Lại, The Remains of the Day. Mình một cuốn mình đọc bằng tiếng Anh và một cuốn mình đọc bằng tiếng Việt. Thì mình thấy cái cuốn tiếng Việt
hay hơn là của tiếng Anh. Cho nên là mình cũng nghĩ rằng là nếu như mà mình đọc Kazuo Shinro bằng tiếng Việt thì có lẽ là mình sẽ dễ thẩm thấu hơn là mình đọc nguyên bản bằng tiếng Anh ấy. Cái cuốn này thì có giá bìa là 180.000, thế nhưng mà lúc mà mua trên Live ấy bằng những cái voucher của Shopee của Nhã Nam ấy thì mình đã mua nó với giá 93.000, giảm gần 50% ấy. Thế cho nên là mình quyết định là hôm sau đấy thì mình đi đến hội sách Nhã Nam, mình sẽ chỉ xem thử những cái cuốn sách khác và những cái cuốn thực sự là giảm sâu thôi, chứ còn mình cũng không ý định mua cái cuốn sách nào hết. Thế nhưng mà dĩ nhiên là mình đã mua cuốn thứ nhất là cuốn Hồ Đen Sâu Thẳm của tác giả Hyun Hye Young. Cuốn sách này thì được Nhã Nam xếp vào loại là văn học hiện đại, thế nhưng mà mình nghĩ cuốn này nó sẽ hơi kiểu giật gân thriller một tí, tại vì cái cuốn này đã được đoạt giải Shirley Jackson vào năm 2017 và lọt vào top 10 danh sách ly kỳ rùng rợn cần đọc. Cho nên là cuốn này chắc hẳn cũng phải có một chút những cái yếu tố kinh dị ở đấy. Nó rất là mỏng, 205 trang, giá bìa là 108.000, được giảm giá 60% mà. Cho nên là mình mua cuốn này hình như đâu có 48.000 ấy. Và cuốn sách thứ hai mà mình đã mua cũng là một cuốn rất mỏng khác, đấy chính là cuốn Tên Lửa của tác giả Matayoshi Naoki. Cuốn sách này đã đạt giải thưởng văn học Akutagawa năm 2015 và giá bìa của nó là 70.000, thì mình mua với giá là 28.000 bởi vì nó giảm 60%. Cuốn này thì còn mỏng hơn cả cuốn Hồ Đen nữa, 157 trang. Ngoài ra thì hôm qua mình đi gặp Ngọc bạn mình thì mình có mượn của Ngọc một số những cuốn sách nữa, cho nên đây là một cái hò đi mượn. Thì cuốn đầu tiên là cuốn Chết ở Venice của tác giả Thomas Mann. Đây là một cuốn sách nằm trong tủ sách Cánh Cửa Mở Rộng, là tủ sách hợp tác với nhà toán học Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt. Thì Ngọc đã đọc cuốn này rồi và khen khá là hay, cho nên là mình cũng muốn mượn. Và nó cũng mỏng nữa. Sau đây sẽ là hai cuốn dày cộp. Cuốn tiếp theo là cuốn Hãy Gọi Tên Tôi, hay có tên tiếng Anh là Know My Name của tác giả Chanel Miller. Thì đây là một cuốn hồi ký khác. Mình đang có dự định là làm một cái video về những cái cuốn hồi ký mà mình đã đọc ấy. Mặc dù mình đọc khá là nhiều hồi ký rồi, thế nhưng mà mình vẫn muốn đọc thêm kiểu một hai cuốn nữa để mà có thể làm phong phú cái video đấy. Vì mình không muốn mua thêm sách nữa, cho nên là mình quyết định làm mượn cái cuốn này của Ngọc về. Thì đây cũng là một cái cuốn hồi ký rất là nổi tiếng và mình nghĩ là đáng để đọc ấy. Mà mình mượn thì mình không nghĩ là nó dày này đâu. Nó dày và nó khổ rất là to luôn ấy. Không biết là mình có thể đọc kịp được hay không. Một cuốn sách tiếp theo mình mượn của Ngọc thì đấy chính là cuốn The Shining, Thị Kiến của tác giả Stephen King. Mình đã từng đọc Stephen King trước đây một lần rồi. Đấy là cuốn tên tiếng Việt là gì? Tên Sát Nhân Mercedes à? Cái cuốn đấy thì rất là chán. Đấy là một cái cuốn sách trinh thám của Stephen King, cho nên là mình sẽ không đánh giá ông qua cái cuốn đó, mà mình muốn đánh giá ông qua cái thể loại mà ông hay viết nhất, đấy chính là kinh dị. Thì đây là một cuốn có thể nói là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của Stephen King. Và thì đấy là cái ho đi mượn của mình. Có 1, 2, 3 cuốn đi mượn. Cuốn tiếp theo thì đấy chính là cuốn Con Gái của tác giả Camille Lawrence. Thì đây là cuốn sách mà mình đã được nhà xuất bản Phụ Nữ gửi tặng. Đây là lần đầu tiên mình được gửi tặng sách, nên mình rất là cảm ơn nhà xuất bản Phụ Nữ. Cuốn này còn một điều đặc biệt nữa mà chắc cũng có bạn biết rồi, thế nhưng mà mình vẫn muốn nói, thì đấy chính là bạn dịch giả của cuốn sách này, bạn JB, chính là bạn Shipper mà đã nói tiếng Pháp ở trong cái buổi giao lưu với tác giả Mark Levy ở đường sách ấy. Tại cái cuốn sách mà bạn ấy đã dịch và đã được xuất bản đang ở trên tay mình đây. Hôm nay mình chỉ bật máy lên để mà nói mọi người như vậy thôi, và hẹn gặp lại mọi người trong lần update tới. Anh Nhung.